quá nhẹ nhàng luôn anh em ơi. Đây gắn thêm cái cục, cục này kêu cục gì chẳng? Báo đèn. Hả? Báo đèn. Cục báo đèn nè, báo đèn ở tâm giữa và hết lái nha. Quay 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 hết đèn. Đó trái đèn giữa anh em. Đó, hết rồi nha, hết rồi nha. Cái này máy bấm ống nha anh em, máy bấm ống thủy lực nè. Hello anh em, thì hôm nay mình quay toàn cảnh toàn các khâu mà chế để gắn cái trợ lực cho chiếc ghe 70 tấn này nha. Rồi đây là cái cục trợ lực nè. Tháo ra vệ sinh bắn cát rồi vệ sinh sạch sẽ nha anh em. Xong rồi sẽ sơn lại luôn nha. Đây chiếc ghe này chuẩn bị dọn phá ba cái quay lăng cũ này. Quay lăng cũ này anh chẩn sẽ nhận lại luôn nha anh em. Nhận lại nguyên bộ và giao nguyên cái bộ thủy lực ở bộ trợ lực mới luôn. Gắn thủy lực, gắn trợ lực gì thì anh chẳng cũng nhận đồ cũ lại hết luôn. Máy thì 6CH. 6CH này 2 cây à. Thủy lực, trợ lực chiếc ghe hả anh Dũng? Trợ lực hay thủy lực? Trợ lực ha. Gắn cho anh mối hả? Hả? Gắn cho anh mối hả? Nặng dữ lắm anh em ơi. Nguyên cục trợ lực dưới này nha. Còn nhông này. Vậy quay cốt lái xuống đây quá. Ủa sao nó hở dữ hả? Ờ cái này chưa gắn vô phải không? Ờ đúng rồi. Cái nhông cái là cục cái nhông cái nhông bự đó là cái cục trợ lực anh em. Rồi ra cái này là xuống cốt lái nha. Gắn cho ghe anh mối ghe cây hồi nãy. Ghe cây ở mé trong này nha anh em. Thì mình cũng quay cho anh em xem cái quá trình gắn trợ lực cho ghe anh mối nha. Còn anh Dũng thì anh đang bào cái gì đây? Anh đang tiện cái gì anh Dũng? Hả? Ờ, tiện bắn lề. Hộp cái làm cái hộp nhông lái trên môi hả? Bắn lề là làm cái hộp nhông lái trên môi nha anh em. Lật tới lật lui á phải không anh Dũng? Lật tới lật lui khi mình qua cầu đó anh em. Đây nè, cái bản lề đây nè anh em. Dạ hàng cái này xuống mua nha, bắt cái này chết xuống mua luôn. Thì cái hộp nhông này thì cũng giống cái hộp nhông của thủy lực nha. Giống cái hình thức cái ngoài giống thôi chứ còn ở trong ruột này nó khác, trong ruột này nó lấy sên nè. Ha, sên nè, để mình bật đèn lên cho anh em xem. Ha, thấy không? Trong này là sên nha. Ba tầng nhông một tầng sên nha anh em. Còn thủy lực thì trong này có cái cục bót gắn mấy dây vô là rồi, nó đơn giản hơn cái hộp này. Hộp này thì nó hơi nhiều chi tiết hơn. Cái đó kêu bằng cái gì anh Dũng? Cái đó kêu bằng cái gì? Không biết luôn. Rùa hả? Anh không biết chứ em biết á. Hỏi cho anh trả lời. Còn cái này là cái gì? Rồi, cái này là sữa. Lát ma các cái nóc. Thôi. Cái này là tắp lô tự chế nè. Nó nằm trên đây nè nha anh em. Rồi anh em xem clip nhớ đăng ký kênh và like cái ủng hộ cho ba xí nha anh em. Mình đi săn video tối ngày luôn đó anh em. Thì cũng vì anh em cũng vì mình cái hăng like cái nha anh em. Nhớ đăng ký nha. Mối giờ gắn được hàng được tới đây nè. Tới đây là cũng như tuần lễ rồi. Đâu tới đây cũng như là mười mấy ngày rồi. Rồi còn này cái nắp được ấp vô trong đó nha anh em. Còn cái sên đó là ấp lên trên này nè chứ không phải là cái sên đó là ở dưới nha, ở dưới này ba bánh nhông, cái sên đó đưa lên ngược trên này. Ủa sao là hôm rồi dập cái ổ bự mà sao cuối cùng ổ nhỏ không chứ? Hai tắc không. Nhông rồi gắn vô rồi anh em. Thì lắp. Sao xe hắt nữa nha. Ồ cái này hay nè Trấn, cái này ở nhà mình làm luôn hả? Để. Từ để quay nhanh anh em. Dễ mà. Nhỏ. Chế này. Mà. 36 rảnh. 36 rảnh hả? Ừ. Junior này chọt vô chỗ nào đâu? Dạ.
nhà tự bào luôn. Nói kia, nói vô cái khắc đăng kia. Cái luôn à. Đúng vô coi. Nó đủ không à? Nóng hả? Đủ rồi. Nóng hả? Nóng rồi, giờ không nghe. Lắp cho cũ luôn hả anh Mối? Lắp lại cũ nha. Không. Xong đêm nay á. Qua mắt đi mua máy rồi. Thôi. Nữa rồi, tí nữa rồi kìa. Tí nữa rồi. Chụp hai tay rồi. Cái này là cũng bắn sạch rồi mới đưa vô đó anh em. Sơn không anh Mối? Sơn không? Ai biết nữa. Em muốn không tùy. Chẳng phải là xịn thì thôi để biết đi. Thì nó muốn đẹp thì cho đẹp. Lấy kiến hả? Đó không nha. Không xuống vậy đó. Vừa vừa. Có bồn vỡ là vỡ xuống cho nó thử đó. Lấy lấy bồn vỡ nó coi. Nó có rừng nia trong đó hả? Rừng nia nãy hả? Nó đạn nè. Không đạn, đạn. Nó có dòng ấy không à đạn. Còn la bi ở đây. Nó nia. Này xài con nó lắc. Chờ lực bẻ nó lắc lâu quá. Xài la bi nó tốt nhé. Ít vô cái này hả? Lâu quá hả? Hả? Nhông. Nhông gì nữa chấm hàng. Ờ chấm hàng này. Giữa bên lá giữa trả lời chấm hàng. Quên gì mà đứng. Quên gì mà đứng. Về đi. Về đi rồi. Gì bệnh. Tao mới đưa ông nữa cho chồng gái luôn chứ quay gì thì từng phút. Biết chưa? Phải nó cực chứ. Đâu có gấp đâu có ai mà. Nhà hàng cho kỹ lưỡng cái chân lại nha anh em. Chơi 4 trụ thôi. Bây giờ anh Dũng đẹp trai. 4 trụ này cũng đủ chắc chắn rồi ha. Cứ khử gì? Cứ khử luôn. Này anh Mối đang test mỡ bò. Anh test đại vô cái bạch đạn đi. Trời ơi chết rồi. Cảm nãy giờ. Test cái nhông này luôn. Test hết cái nhông này luôn. Anh Dũng nó khỏi chết. Vô. Vô. Đang là... Đây nè anh lòn tay vô trong này nè. Test cái trong này nè. Cái này là giờ ngon lành rồi nè. Ủa anh không có lấy cái cây quay hả anh Mối? Chưa hả? Hả? Dư hả? Chẳng nó nhẹ quá để khổ từ từ cũng được. Cái này là thùng nhớt thì trợ lực nha anh em. Này tầm 10 lít hả chả? 12 lít hả? Sắc 2 ly hả? Rưỡi kẽm. Kẽm nữa hả chứ? Kẽm ly rưỡi. Kẽm không một. 2 ly rưỡi. Ly rưỡi hả? Ly rưỡi hả? 2 ly rưỡi cho ta chửi. Bảo xài 10 năm rồi. Bảo hành 10 năm. Quay luôn chứ. Cái mặt này quay quá. Này máy bấm hả? Cái này máy bấm ống nha anh em, máy bấm ống thủy lực nè. Mình để cái đầu vô đây chắc nó bóp. Cái đầu á. Đó. Thì mình quay toàn bộ cho anh em xem cái quá trình gắn cái trợ lực này nó dài tới hơn 20 phút nha anh em. Nhưng mà mình chia ra làm 2 clip nha. Thì ngày mai mình sẽ ra thêm một clip nữa. Anh em sẽ đón theo dõi cái clip phần sau, giao cho người ta, giao cho anh Mối cho nó hoàn chỉnh và nó đẹp ha. Mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem luôn. Nó đẹp cỡ nào thì anh em xem ha. Nhớ đăng ký kênh, like cái ủng hộ cho ba Xí nha anh em. Cái này siết nhau ha, thủy lực luôn. Thủy lực.
Hả? Thấy lực. Thấy lực luôn ha. Sao? Một đầu nha anh em. Bấm bốn đầu nha. Lai chim luôn hả? Dạ. Quay lên, quay lên. Máy bấm ống thủy lực này là cái này là bơm cái bình nhớt với này nha anh em. Cái này motor. Này dàn điều khiển. Hỏi có lúc chìm gì hết ha. 54. Quá đơn giản ha. Vàng mà nó dính hết ta. Bấm cả 7 đó tấn mà. Dính chứ. Đồng hồ áp nó lên nè. Áp lên nè. 100 kg đó mà nhân với được cái bê tông ở ra lực ép. Cái bê tông này cho bá nó.